mua máy hàng đến Điện Máy EVI. Rồi chào anh em, mình đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Điện Máy EVI ha. Thì bữa nay em đang có cho anh em mình là hai mẫu máy hàng mini đó, được nhiều anh em quan tâm, gọi là rất là nhỏ luôn. Anh em mini ở đây là rất là nhỏ luôn, được nhiều anh em quan tâm ha. Thì ở đây bên tay trái của em đang có cái thương hiệu là ZIWELD, một cái thương hiệu mà chắc là ít anh em biết tới. Thì cái thương hiệu ZIWELD là một cái thương hiệu của Gia Xích luôn nha anh em. Còn bên phải là HITBOX nha anh em. Đây là dòng máy hàng thương hiệu quốc tế, có mã là ARC 200D mini. Còn bên này là ZIWELD ZARC 250 nha. Thì về phân khúc, đây là hai dòng máy hàng chuyên que hàng 205, có dòng hàng chuẩn là 120A, phù hợp cho những anh em mà đang có nhu cầu đầu tư để mà mình sử dụng trong nhà nè, anh em làm công trình nè, anh em làm biển quảng cáo, yêu cầu một con máy nhỏ gọn nhẹ. Thì hai con này nó đáp ứng đủ tiêu chí cho anh em mình luôn. Với dòng hàng chuẩn 120, máy sẽ cho anh em mình hiệu suất làm việc á, là 100% đối với que hàng 205. 302 thì sẽ hỗ trợ cho anh em mình số lượng ít ha. Rồi còn nói về công nghệ thì hiện tại á, ZARC 2500 á, thì được trang bị cho anh em mình á, là một cái đồng hồ gọi là đồng hồ số như thế này thôi anh em, đồng hồ số như thế này thôi, nhưng mà hiển thị thì cực kỳ sắc nét luôn. Còn riêng về cái con HITBOX ARC 200D mini này á, thì nó sẽ được trang bị màn hình là màn hình LCD, camera men di chuyển lại đây xíu quay giùm em cái màn hình LCD này. Cái màn hình LCD của thằng HITBOX đó anh em thì nó hơi tối, cho nên là sẽ khó thấy một xíu nha, thấy được không, thấy trong cam thấy được không đó. Đây cái màn hình của nó thì cái nút này sẽ là nút điều chỉnh chức năng, anh em mình có thể nhấn được. Rồi ở đầu tiên là anh em mình sẽ điều chỉnh dòng hàng nè, ở cái đầu tiên anh em mình sẽ điều chỉnh được dòng hàng. Mức thứ hai thì anh em mình điều chỉnh là mồi lửa nhanh, thì tối đa là 10 nha anh em. Đây tối đa là 10, anh em có thể thấy em đang dặn xuống nè, mồi lửa nhanh. Cái thứ ba là bù hồ quang, tối đa cũng là 10 luôn đó, gọi là tối đa là 10 luôn. Rồi cái thứ tư là liếp tích, cái liếp tích này mình không có xài tới nha anh em. Cái thứ năm là VOD, VOD có nghĩa là chống giật, thì máy là đang mở nè anh em, chỉnh cho nó tắt luôn cũng được nữa đó, thấy không, on off nè, bây giờ em on đi đó. Rồi thì ở dòng hàng thì em để tối đa luôn là chuẩn 120 nha anh em. Dòng hàng thông số máy là 200D, nhưng mà đây chỉ là một cái dòng máy nhỏ thôi cho anh em mình sử dụng gia đình. Nếu mà anh em thích mini thì anh em mình sử dụng coi gia đình, hoặc là anh em làm thợ á, thì 200 thì nó chỉ tương đương khoảng 120A, gọi là chuẩn 120 nha, cũng là phù hợp cho anh em làm thợ. Rồi thì bây giờ để mà biết hiệu năng của hai con máy này thì cùng em test và trải nghiệm về hai dòng máy này nha anh em. Rồi đầu tiên thì em sẽ test cho anh em mình thử cái dòng ZARC 250 đến từ thương hiệu ZIWELD, một cái thương hiệu của Gia Xích ha. Thì trên tay em đang cầm là hai loại que hàng, một là que 205, cái thứ hai nữa sẽ là que 302 nha anh em, để test cho anh em mình thấy rõ hiệu năng của máy nha. Chuyên 205 thôi anh em, 302 chỉ là hỗ trợ, cho nên nếu mà anh em đầu tư sử dụng trong gia đình thì hai dòng máy này nó sẽ cực kỳ phù hợp cho anh em mình đầu tư luôn. Đây dòng hàng 120 nè, đây là lửa hàng 120 của máy ZARC ha anh em. Nói chung á, lửa hàng 120 là anh em mình sử dụng que hàng 205 là dư sức rồi, mình không có phải lo về cái vấn đề nào khác nữa hết, cho nên là anh em mà đầu tư để mà sử dụng trong gia đình, hoặc là anh em đi làm thợ, làm công trình biển quảng cáo nè, hàng về sắt hợp mỏng không yêu cầu cái que hàng lớn thì 205 là anh em mình đầu tư con này cho em, hoặc là dắt rồ nha anh em đó. 205 nè, còn 302 đây anh em. 302 thì máy chỉ hỗ trợ thôi, hiệu suất của 302 con này nó chỉ tầm rơi vô khoảng 20% thôi anh em, 20 cho tới 30% thôi. Đây 302 nè, nói như vậy thì cũng khá là ok cho anh em mình đầu tư á. Về giá của nó chỉ có 1.300 mấy chục ngàn thôi anh em hả, 1.450 á anh em đó. Con này thì 1.450 á, ZARC 250 nha. Thì anh em nào mà quan tâm về cái con máy này thì cứ alo cho em. 1.450.000 bộ máy chuyên quay hàng 2 ly 5, hỗ trợ cho anh em mình 3 ly 2, hiệu suất 40%, hiệu suất 20%. Rồi còn đối với dòng HITBOX nè thì bây giờ là sẽ test thử con HITBOX nha anh em. Đây, HITBOX nè, que hàng 2 ly 5 nha. Đó, 2 ly 5 thì những cái con máy mà có dòng chuẩn 120 máy bắp khá là ngọt luôn, rất là ok và lửa hàng khá là ổn định đó anh em ơi. Riêng con này thì nó có tính năng mồi lửa nhanh nè, cho nên là anh em đưa xuống là máy bắt mát liền. Nói chung là mấy con dòng hàng 120 thì 2 ly 5 nó quá dễ dàng rồi. Rồi, que 3 ly 2. Hiệu năng đốt que 3 ly 2 của con HITBOX ARC 200D mini này thì nó rơi vào khoảng là 40%. Đó, anh em nào mà thấy một trong hai mẫu này, mẫu máy nào phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của anh em mình thì có thể alo với em để được bên em hỗ trợ nha. Ví dụ tại sao trong cái video này em không lên dắt rồi, thì dắt rồi em đã lên quá là nhiều video cho anh em mình xem rồi. Con nó là chùm phân khúc ở trong cái dòng máy mà giá dưới 1,5 triệu rồi anh em. Đó, dưới 1,5 triệu thì con nó quá ok rồi, chuyên 2 ly 5, 3 ly 2 hiệu suất cao nhất ở thời điểm hiện tại luôn. Nó lên tới là 60%. Thì anh em mình có thể sử dụng được liên tục 60-70 que mà máy vẫn chưa có hiện tượng nóng ngắt gì hết. Thì cái con đó là quá ok rồi. Rồi cái con HITBOX này thì em báo giá cho anh em mình là con này nó rơi vô khoảng 2,5 triệu nha anh em. Để anh em nào mà gọi là muốn chơi dòng hàng quốc tế á, ARC 200D mini á, gọi là hàng phân phối nhiều quốc gia thì anh em mình có thể alo với em luôn. 2,4 triệu mấy chục thôi anh em. Đó, cho chẳng 2,5 triệu. Giá cũng khá là ok, nhưng mà con này thì em chỉ có một con duy nhất thôi, để cho anh em mình giá tốt luôn nha. Để anh em nào mà quan tâm về hai cái dòng máy này thì có thể liên hệ với em qua số hotline 0934 077 765 hoặc ghé 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12, cửa hàng Điện Máy EVI để được bên em tư vấn và hỗ trợ. Còn bây giờ là hẹn gặp anh em mình ở video tiếp theo nha.